Bức hình không phải ai cũng biết của Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí hiện nay, với danh tiếng lẫy lừng cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Đặc biệt, một trong những lý do giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng trở nên nổi tiếng chính là vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, khó ai sánh bằng. Mỗi lần mỹ nhân đình đám xuất hiện tại các sự kiện là lại khiến cõi mạng khuynh đảo vì gương mặt đẹp như tạc tượng. Vì quá xinh đẹp nên loạt ảnh trong quá khứ của ngôi sao Cbiz luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, những bức hình thời xưa của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khiến cõi mạng xứ Trung chao đảo. Hai bức hình viral mạng xã hội xứ tỷ dân về nhan sắc trước khi vào showbiz của Địch Lệ Nhiệt Ba, có thể thấy, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với đường nét lai tây ấn tượng, làn da trắng sáng không khác gì mấy so với vẻ đẹp mỹ miều hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng choáng hơn chính là những cô gái chụp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù chung khung hình với minh tinh hàng đầu showbiz hiện nay, nhưng họ không những không lép vế, mà còn có phần trội hơn mỹ nhân sinh năm 1992, nhờ gương mặt tươi tắn cùng vóc dáng cao ráo. Điểm này cũng khiến dân tình chắc nịch về Tân Cương, vùng đất được mệnh danh là nơi sở hữu toàn đại mỹ nhân. Thậm chí trước đây, nhiều người còn đùa rằng, nhan sắc cỡ Địch Lệ Nhiệt Ba có thể bắt gặp rất nhiều ở Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba chính là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz hiện nay với vi dùa xuất sắc, khiến người xem khó có thể rời mắt. Từ đôi mắt to tròn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đến làn da trắng sáng của mỹ nhân Tân Cương, đều giúp cô chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Đường nét tự nhiên của Địch Lệ Nhiệt Ba đã vô cùng nổi bật ngay từ khi còn đi học. Dù hầu như để mặt một và tóc tai đơn giản, góc nghiêng đỉnh chóp của mỹ nhân sinh năm 1992 khiến dân tình xao xuyến ngay cả khi chưa vào showbiz. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, Cbiz còn có nhiều mỹ nhân Tân Cương ghi điểm với nhan sắc đẹp hút hồn như Cổ Lực Na Trác, Đồng Lệ Á, Cáp Ni Khắc Tư. Dàn sao Hoa Ngữ ở tuổi 19, Lâm Tâm Như và Dương Mịch, ai đẹp nhất? Quay về năm 19 tuổi, khi nhan sắc của những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí như Trần Hồng, Lâm Tâm Như, Dương Mịch và Trần Đức Dung đang ở đỉnh cao, không chỉ xinh đẹp, họ còn tỏa sáng theo cách riêng của mình. 1. Trần Hồng, nét đẹp cổ điển, dịu dàng như ngọc. Trần Hồng, với những vai diễn cổ trang đầy thơ mộng, đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Ở tuổi 19, cô như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh, từng đường nét thanh tao dịu dàng toát ra. Vẻ đẹp của Trần Hồng không phải là kiểu rực rỡ sôi nổi, mà là sự thu hút tinh tế, khiến người ta say đắm từng cử chỉ, từng nụ cười. Trong thời đại chưa có Photoshop và filter, vẻ đẹp của cô càng trở nên thuần khiết và tự nhiên. Nét đẹp ấy khiến người ta phải thốt lên, đẹp như vậy chỉ có từ thiên giới, đời người khó gặp mấy lần. 2. Lâm Tâm Như, ngọt ngào đáng yêu, toát ra nét đẹp của mối tình đầu. Lâm Tâm Như ở tuổi 19 là hình ảnh mối tình đầu mà nhiều người khó quên. Vai diễn Hạ Tử Vi trong Hoàng Châu Cách Cách đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Đôi mắt trong veo như nước, cảm giác như có thể nhìn thấu tâm hồn người đối diện. Nụ cười của Lâm Tâm Như khi đó ấm áp ngọt ngào, giống như tia nắng, làm tan chảy trái tim của người đối diện. Vẻ đẹp của Lâm Tâm Như thủ 19 là kiểu khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên và khó quên sau bao lần gặp gỡ. 3. Dương Mịch, nhanh nhẹn tinh nghịch, thời trang cá tính. Khác với vẻ đẹp cổ điển của Trần Hồng và Lâm Tâm Như, Dương Mịch ở tuổi 19 lại toát ra vẻ hiện đại và thời trang. Tuy rằng, lúc đó Dương Mịch chưa thể hiện được hết phong cách nữ hoàng hàng hiệu như hiện tại, nhưng nét tinh nghịch và nhanh nhẹn đã bộc lộ rõ. Dù là trang phục học sinh ngây thơ hay những phong cách thời trang táo bạo, Dương Mịch luôn biết cách thể hiện ra nét đẹp nhất của mình theo cách riêng. Vẻ đẹp của Dương Mịch đầy sức sống, khiến người ta cảm nhận được năng lượng vô hạn của tuổi trẻ. 4. Trần Đức Dung, thanh tao thoát tục, tiên khí phiêu diêu. Trần Đức Dung ở tuổi 19 là một vẻ đẹp khác biệt, cô toát ra vẻ đẹp thanh tao thoát tục, như một tiên nữ không dính bụi trần. Dù là vai người đẹp dịu dàng trong phim cổ trang, hay cô gái trẻ trung trong phim hiện đại, Trần Đức Dung đều có thể dùng khí chất độc đáo của mình để thể hiện linh hồn của nhân vật. Vẻ đẹp của cô thanh tao, nhưng không kém phần mạnh mẽ, khiến người ta bị thu hút một cách bất ngờ và khó cưỡng lại. Dàn diễn viên Thất Dạ Tuyết, Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy cầm chắc bát ending vẫn khiến mọt phim đâm đầu. Dự án Thất Dạ Tuyết đã chính thức ấn định lịch chiếu, bắt đầu lên sóng trên EQG từ ngày 9 tháng 10 tới. Phim có sự tham gia chủ chốt của Lý Thấm, Tăng Thuấn Hy và nhiều cái tên sở hữu vi dùa hút mắt như Vương Hoàng Nghị, Tăng Khả Ni, Mao Lâm Lâm, Diệp Tổ Tân, với một kịch bản đặc sắc kết hợp giữa võ hiệp và kỳ ảo, đậm chất mỹ học bát ending, tin rằng bộ phim sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm xem mãn nhãn, đong đầy cảm xúc. Phim cổ trang võ hiệp Thất Dạ Tuyết.
Thất Dạ Tuyết được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thư Nguyệt, chủ yếu xoay quanh tấn bi kịch, hành trình dài đằng đẵng đầy tiếc nuối giữa Tiết Tử Dạ và Hoắc Triển Bạch, do Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy đóng. Nguyên tác vén bức màn về câu chuyện chứa đựng rất nhiều tình tiết ngược thân, ngược tâm, khung cảnh tuyết phủ trắng xóa hiện lên thường xuyên càng tăng thêm phần buồn bã, lạnh lẽo thấu xương. Không chỉ được kỳ vọng cao bởi nội dung kịch bản, phim còn có phần nhìn ấn tượng được bảo chứng bởi đạo diễn mát tay Nhậm Hải Đào, người từng bỏ túi nhiều siêu phẩm cổ trang như Liên Hoa Lâu, Trầm Vụng Hương Phai, Thần Tịch Duyên, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tóm tắt nội dung chính. Kiếm khách Hoắc Triển Bạch vì muốn cứu mạng con trai của sư muội nên đã bôn ba tìm đến Dược Sư Cốc, vô tình quen biết với cốc chủ Tiết Tử Dạ. Trong khoảng thời gian gần 8 năm, giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện. Ban đầu, mỗi người đều có chấp niệm riêng trong lòng, thái độ không mấy tốt đẹp. Ấy vậy, nhưng ngày tháng tiếp xúc, bầu bạn lâu dần, khiến họ trở nên thân thiết, tâm đầu ý hợp, thành tri kỷ cứu rỗi lẫn nhau, hứa hẹn năm sau nhất định sẽ lại cùng thưởng thức rượu ngon dưới gốc cây mai trắng. Bởi vì mỗi người đều đảm đương trách nhiệm riêng, nên họ khó lòng bày tỏ tình cảm, cuối cùng âm dương cách biệt, gây tiếc nuối khôn nguôi. Cặp đôi chính cầm chắc bát ending. Ngay trong phần giới thiệu, cái kết của nam chính và nữ chính đã được tiết lộ, cuối cùng sẽ bỏ lỡ nhau, chi tiết nữ chính ra đi trong vòng tay của nam phụ, trong khi nam chính lại phi ngựa lướt qua không hay biết gì, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhiều độc giả. Song, sức hút của câu chuyện võ hiệp trong một bối cảnh hư cấu đang xen các yếu tố kỳ ảo và tình cảm ngang trái vẫn khó lòng cưỡng lại, tình yêu của họ không rực rỡ, không được khua chiêng giống trống, tuy mong manh, dễ tan biến như tuyết, nhưng lại rất kiên cố, ấm áp như tia nắng mặt trời. Lý Thấm vai Tiết Tử Dạ. Tiết Tử Dạ xuất thân là con gái của gia đình thần y nổi danh tại Trường An, nhưng vì liên quan đến triều đình, nên cả nhà nàng bị hãm hại rơi vào cảnh lưu đày. Nàng đã tận mắt chứng kiến cha mẹ bị hành hạ, sỉ nhục, chết đầy oan ức, những tưởng chỉ còn một thân một mình, không nơi nương tựa. Nhưng Tiết Tử Dạ đã tìm thấy tia hy vọng khi được người thôn ma già cưu mang. Nào ngờ, biến cố lại ập đến, thôn ma già bị tiêu diệt toàn bộ, còn Tiết Tử Dạ được cốc chủ Dược Sư Cốc Liêu Thanh Nhiễm cứu sống. Nàng bái sư học y, trở thành cốc chủ tiếp theo của Dược Sư Cốc, không thể chấp nhận được cái chết của người mình yêu là Tuyết Hoài. Tiết Tử Dạ vẫn luôn nghiên cứu, tìm kiếm phương thuốc có thể cứu chữa dù đã hoàn toàn vô ích. Dù trải qua nhiều biến cố, mắc chứng hàng kỳ lạ, khiến cả đời không thể rời khỏi Dược Sư Cốc, nhưng Tiết Tử Dạ không yếu đuối hay có bộ dạng đáng thương. Nàng luôn cởi mở, lạc quan, rất kiên cường và tốt bụng. Năm lần bảy lượt cứu Hoắc Triển Bạch, Tiết Tử Dạ nhận ra hắn cố chấp giống hệt như nàng. Hai người đều vì người mình muốn cứu, mà chẳng tiếc bất cứ thứ gì kể cả tính mạng, và chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Tăng Thuấn Hy vai Hoắc Triển Bạch. Hoắc Triển Bạch là đại đệ tử của Đỉnh Kiếm Các, là một trong bát kiếm, luôn yêu thầm sư muội đồng môn Thu Thủy Âm, để tìm cách chữa bệnh cho Mạc Nhi, con trai của Thu Thủy Âm và sư đệ Từ Trọng Hoa. Hoắc Triển Bạch đã dùng thời gian gần 8 năm, liều chết tìm kiếm dược liệu theo phương thuốc của cốc chủ Dược Sư Cốc Tiết Tử Dạ. Lúc này, thuật giết người yêu đồng trong truyền thuyết của tộc Ma Già lại xuất hiện tại vùng đất băng tuyết, đệ nhất sát thủ đồng của Ma giáo Đại Qua Minh Cung, vì muốn giết chết giáo chủ để lấy lại tự do, nên muốn cướp lấy Long Huyết Xích Hàng Châu. Hoắc Triển Bạch và đồng giao chiến một trận quyết liệt, cả hai bị thương nặng và được Tiết Tử Dạ đưa về Dược Sư Cốc chữa trị. Lâu ngày, Hoắc Triển Bạch nảy sinh tình cảm với Tiết Tử Dạ. Lúc này, trong lòng Tiết Tử Dạ luôn cảm thấy áy náy, bất an, vì luôn che giấu sự thật bệnh của Mạc Nhi đã vô phương cứu chữa. Nàng bất chấp chứng bệnh hàn cùng cơ thể yếu ớt của mình, lên đường tìm kiếm cách chữa trị. Sau một lần cùng uống rượu trò chuyện bên nhau, Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay. Vậy nhưng, số phận trêu ngươi, vạn sự khó lường, Hoắc Triển Bạch thậm chí không được ở bên cạnh Tiết Tử Dạ trong giây phút cuối đời của nàng. Nhìn chung, Thất Dạ Tuyết có tiềm năng oanh tạc màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ trong thời gian tới, khi có nhiều điểm sáng về nội dung và chất lượng hình ảnh. Ngoài Lý Thấm và Tăng Thuấn Hy có kỹ năng diễn xuất tốt, cùng sở trường ở dòng phim cổ trang võ hiệp, các diễn viên khác cũng có vẻ rất hợp vai, tin chắc không khiến người xem phải thất vọng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.